Rồi tiếp theo clip của ngày 1 tháng 4 nha anh em. Quay cho anh em xem một em máy Mỹ H nha. Đó, cũng tầm 6 tháng nha anh em. Dạng nó nha, dạng nó rất là đẹp luôn á. Mấy con này máy tơ nha anh em, chưa rớt trứng. Rồi con này thì em để giá là 2 triệu nha, giá trên bao ship cho anh em luôn. Anh em có thể ghép vô chung với cái bộ kia cũng được, hoặc anh em bắt rời ra như con như vậy cũng được, tùy anh em ha. Con này nó khác có giống nên em quay con này riêng cho anh em. Cái màu rất là đẹp ha. Con này có lẽ là con cuối cùng của cái top hôm nay rồi ha. 6-7 gà máy Mỹ, 1 gà trống. Thêm một top gà Asian Squatter với lại giáp bơ trà ha. Quay rất là nhiều gà cho anh em luôn. Rồi thêm 2 gà mái để cho anh em nuôi đá nữa. Hôm nay quay nhiều gà. Cả nguyên từ sáng đến chiều là em đi gom gà về cho anh em không á. Quá trời mệt luôn ha. Rồi anh em nào có thương thì ủng hộ em ha. Con này em để giá 2 triệu, giá trên bao ship cho anh em luôn. Cán những con gà này là cán sạch nha anh em. Rồi ai mến thì alo em, số điện thoại của em là 0379 486 114 nha. Hôm nay là quá. Rồi dán nha. Con này quá là đẹp luôn ha. Anh em nào có bắt hụt đợt này là bắt con này nữa là hết bài rồi ha. Rồi chào anh em nha.